hồng mạ vàng vỉa hè hút khách, hàng xịn tiền triệu ế dài. Hoa hồng là món quà tặng không thể thiếu mỗi dịp Valentine 14 tháng 2. Một vài năm trở lại đây, các loại hoa hồng được mạ vàng tiền triệu được nhiều người săn đón. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để mua những bông hồng được mạ vàng thật để làm quà tặng cho người mình yêu vào dịp 14 tháng 2. Năm 2015, một cửa hàng trên phố Thái Hà còn cho ra mắt thị trường bông hoa hồng nguyên khối, đính đá quý có giá khoảng 150-200 triệu đồng với trọng lượng tương đương với 5-6 cây vàng. Theo ghi nhận của Zing.vn, vào mùa Valentine năm nay, tại một số cửa hàng bán hoa hồng mạ vàng thật, sức mua rất chậm, không giống như một số năm trước. Theo anh Tiến Đạt, chủ một cửa hàng bán quà tặng online trên đường Giải Phóng, hồng mạ vàng năm nay không còn thu hút khách hàng như một số năm trước. Nguyên nhân có thể xuất phát từ thị trường do không còn lạ mắt nữa. Năm nay, cửa hàng anh Đạt nhập khoảng 30 bông hồng mạ vàng 24 carat từ Ấn Độ qua một người quen. Hiện tại, giá bán hoa là 1,5 triệu đồng một bông. Tuy nhiên là từ đầu tháng 2 thì anh Đạt mới bán được 6 bông. Cũng theo anh Đạt, khoảng 1-2 năm trước, hoa hồng mạ vàng loại này rất đắt hàng. Khách hàng của anh chủ yếu là những người đàn ông trẻ tuổi nhưng đã có thu nhập ổn định, thậm chí là thu nhập cao. Anh Đạt nói, năm ngoái tôi bán được tới 60 bông, thu về gần 100 triệu đồng. Những ngày cuối hoa hồng cháy hàng, các khách còn tranh giành nhau những bông cuối cùng. Năm nay thì khác hoàn toàn, đến hết ngày 13 tháng 2 tôi mới bán được 6 bông. Cứ ế thế này thì tôi đành phải đợi mùng 8 tháng 3 để bán tiếp. Tại trung tâm thương mại lớn như là Tràng Tiền Plaza, quận Hoàn Kiếm, một cửa hàng bán vàng bạc đá quý cũng đang bày bán loại hoa hồng mạ vàng thật 24 carat với giá 6,7 triệu đồng một bông. Theo chị Hương, một nhân viên bán hàng ở đây, đây là loại hoa hồng được trồng và chế tác tại Singapore, sau đó nhập về Việt Nam phân phối. Hoa hồng tự nhiên được làm cứng bằng đồng và niken, sau đó được mạ một lớp vàng mỏng 24 carat. Khách hàng khi mua hoa sẽ được cấp giấy chứng nhận và bảo hành đầy đủ nên không lo đây là vàng giả. Tuy nhiên, chị Hương cho biết mặt hàng này bán khá chậm, trung bình mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được một bông hoa loại này. Các năm trước cửa hàng có thể bán được 4-5 bông một ngày. Cận ngày 14 tháng 2 con số có thể còn hơn. Năm nay trong ngày 13 tháng 2 ngày cận Valentine, cửa hàng cũng chỉ bán được một bông hoa. Chị Hương cho biết, đây là loại hàng kén người mua, giá không hề rẻ nên chúng tôi cũng không kỳ vọng quá cao. Cửa hàng còn bán các loại hoa mạ vàng khác như là hoa lan, hoa đào, dùng để làm trang sức hoặc để cài vé áo. Nhiều người chọn món đồ đó hơn là hoa hồng mạ vàng. Trái ngược với khung cảnh ế ẩm của hoa hồng mạ vàng thật có giá tiền triệu, hoa hồng mạ vàng giả chỉ vài chục nghìn đồng tỏ ra hút khách dịp Valentine. Bạn Hồ Hằng, một người bán hoa hồng mạ vàng trên phố Tây Sơn cho biết đã bán được khoảng 20 bông một ngày. Bạn nhập hoa hồng mạ vàng từ một người quen với giá khoảng 60.000 đồng và bán lại với giá khoảng 90-100.000 đồng. Trung bình mỗi ngày bạn có thể thu lãi được khoảng 500-600.000 đồng, chưa kể các loại quà tặng khác như là sô-cô-la, đồ lưu niệm hay là hoa hồng thật. Theo tìm hiểu của Zing.vn, đa số loại hồng giả mạ vàng có xuất xứ từ Trung Quốc, chất liệu làm hoa từ các loại giấy kim loại mềm mạ màu vàng nên có thể uốn và làm hoa một cách dễ dàng. Hình thù hoa hồng rất đẹp, bắt mắt, không như hoa hồng mạ vàng thật. Theo bạn Nguyễn Hữu Huy, sinh viên Đại học Công đoàn, bạn chọn hoa hồng vàng vì khá đẹp, giá một bông hoa hồng thật lên tới 20-30.000 đồng mà lại chỉ chơi được một thời gian ngắn. Trong khi đó, hồng mạ vàng giả có thể để được vĩnh viễn, giá chỉ khoảng 100.000 đồng. Khi mua loại này còn được tặng một chiếc hộp đựng rất bắt mắt, tính ra chi phí không quá chênh lệch. Đó là lý do mà Huy chọn và muốn đem lại bất ngờ cho người mình yêu vào dịp Valentine. We'll be right back.